Chị xin chào ông bà cô chú nè. Xin chào con bà cô chú. Hôm nay là ngày cuối cùng Tony ở Bến Tre hả cô chú anh chị? Thì ngày hôm nay Tony muốn lên để chào tạm biệt ông bà nội của Kim nè. Nhà ông bà nội ha, ở đây là có cái chuồng này heo rừng nè, chú Kim nuôi heo rừng. Đi lên chào tạm biệt bà nội xong rồi ngày mai mình sẽ đi thành phố hả mọi người, đi lên Sài Gòn. Ở dưới quê thì đa số ai cũng chăn nuôi á cô chú anh chị. Nuôi heo đây, heo rừng đây. Mấy con heo rừng nè. Nó ăn rau, ăn cỏ dữ trời, nó ủi đất quá trời đất. Heo con. Rồi nuôi heo, nuôi bò, nuôi dê, nuôi gà, nuôi vịt gì đó cô chú anh chị. Ủa sao hôm qua chú Bảy đi rồi cái đi luôn vậy? Đi đâu? Qua đi đâu á? Về cắt cỏ rồi chứ đâu? Chiều không xuống chơi. Chiều chạy xuống uống bia với Tony chơi. Không, giờ tao đi bỏ đi. Giờ đi hả? Ừ. Đi chú Út qua. Giờ tao lên chú Út rồi nè. Ủa vậy hả? Dạ, nó mấy con mèo gì vậy nó. À, kìa anh chị thấy cái gì nó kêu rồi. À, thấy con mèo hả? Đem lên tôm với thịt cho bà nội nè. Sáng mua 1 ký tôm. Ủa, không tính nữa. Sao tao không biết mà Kim Duyên? À, ông nội mua mấy con cá thèm mà lớn khô khô. Để nhờ vô đây ta. Tony nó lên nó chào tạm biệt ông bà nội, mai nó đi. Vậy hả? Không dạ. Say goodbye. Nó đi luôn, nó không có về nữa, còn con về. Đi về maybe qua năm, mười qua năm nữa gì á. Ừ. Maybe an hour or something. Chừng nào nghỉ hè gì á. Ok. Rồi Chi nó lên đây nó đòi bắt mèo nè. Con muốn bắt mèo hả? Con kiếm hồi nãy con thấy ở đâu kìa. Là bắt nó rồi. Nó dạng lắm. There's the little one you had yesterday, look. Be careful, be gentle. Hey. Oh, he's happy to see you, look. Chú bà có ghé chú đâu? Có. Ngày hắn kêu bà ghé đó. Chú bà thêm bà. Hey, bắt ôm lên. Carefully, babe. Over there. Ai già lại đúng không? Do it in the next town. Trái sầu riêng. Nên bà nội có lọc ăn được trái sầu riêng nha mọi người. Trời sầu riêng ngon quá trời ngon. Thơm quá. Thơm thơm. Be careful with that knife. Ở ngoài kia em dạy chú ba chồng hả? Oh, thối. 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 Trời ơi, cái muối nó bự kìa. Nó bự khác biết luôn. Ôi ơi, nó ngon. Honey, you're not gonna kiss me tonight. No chut chut tonight. Trời ơi, ngon quá. Nè chị, miếng nhỏ nè chị. Honey, thì grandma's up in here. No. No, they don't have buy it. Chuba. Chuba, give it. Bring it. Oh, Chuba came here earlier. Yeah. Yeah. Tell him he came to Dad's house for 5 beers. I know. They know. Chuba. Chú bà. Nó chú bà uống bia dưới. Dạ everybody know honey. Hồi sớm mà chú bà có ghé đây. Five beer. Chú bà come here before. And then my grandma run that tell him that we come back. That's why he go there. Ah okay. Okay. Uống bia. Oh, chili. Oh yeah. Ok. Hết hồn. Trời em miếng lấy rồi biết. Rồi. Lắm. Lấy cái đó cái vỏ vậy xào ăn cơm. Bậy. Không nói giỡn. Không nói, ăn miếng không nè. Ông nội. Ông nội thử miếng đi. Thôi, ăn. Ông nội không ăn hả? Cho em muốn cầm ăn đi. Cho nó muốn ăn là được không? Ông nội không ăn miếng đi. Ăn đi, để ăn. Ăn đi. No, I can't. Babe, I don't like the taste at all. Sorry. Xin lỗi. Xin lỗi. Ra chị ăn thử miếng nha. Ngon lắm nè, ăn liếm coi. Phải đẹp phơ phơ. Hồi nào? Còn hai cha con không biết nào ăn luôn. Mày chơi đi phô phô. Nó nói là nó ăn thử rồi. You're a little baby. Nó ngon. Can you enjoy? Good. Ngon quá chị ơi. As long as you enjoy baby. Miếng nha chị. I know. Bà nội. Tao đi hỏi sao mà ông bà nội không ngủ chung. Mà sao ông nội ngủ ngoài nhà mày kia, bà nội ngủ chung đây. Nó chắc là bà nội ngủ ngáy quá, ông nội ngủ không được. So granddad. Honey, my granddad says I don't like they are too old, they don't want to sleep together.
I always want to sleep with Kim. Xin sửa chữa mà lần này là ta không cho, ta kêu cất nhà mới thì phải cất. Đúng rồi. Đáng lẽ là phải cho tiền sửa cái nhà này phải không? Xin sửa mà nó không cho. Thôi đi, I hope we don't be like that. Cho cất nhà mới. That's up to you. Lần ta phải cất đó. That's up to you. Có đất chứ không đất là đâu chỗ cất. Tôi nay nó nói là giờ nó gì nó muốn ngủ với vợ nó thôi. Mà mới mốt nó già rồi không biết làm sao đây nè. Thì sao tôi đánh quá lạ thôi chứ có gì đâu nên trời không có mưa baby đâu có can't stop him from where he wants to go. If he wants to run and play you can't stop him baby. He's not your, he's not a toy, he's a little cat, isn't he? Man. Là chào ông bà cụ đi về nữa con. Chào ông bà cụ. Lại đây xin thưa bà cụ chứ đứng. Say to Grandma, I will see you again very soon. It won't be, it will not be 3 years again. Okay? Nó nói là nó hẹn gặp bà nội sớm, lần này nó sẽ không có, sẽ sớm hơn là 3 năm, chứ không có để tới 3 năm mới về. And take care and look after each other. Rồi ông nội với bà nội giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cho nhau nha, chứ không phải ngủ riêng rồi là không chăm sóc cho nhau. Look after you, look after you. Ông nội bảo chào ông. Anh quá. Anh quất mà kỳ quá. Thôi con về hả ông nội? Về. Mai mốt con về con lên trên nữa. Tao nay đi luôn chứ con về. Ok chị. Đi giao thưa ông cụ bà cụ về đi you con. Guys, you guys meet me at the bottom. Chào rồi, chào rồi. Đứng nghe quẩy quẩy vậy thôi, tao phải phanh tay đồ. Các bá tự đội nón nè. Ghê không? Giỏi dữ vậy trời, được không? Liếc liếc lé con mắt luôn. Dạ ôm ôm ông bà cụ ấy. Ôm bà cụ không ông bà cụ nó chụt chụt đi. Chụt chụt. Chụt chụt. Ông trai cười. Ôm ông cụ nữa, ôm ông cụ. Rồi chụt ông cụ. Rồi chụt ông cụ ấy. Ông bà nội giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Okay. Từng nữa con về. Let go, let go, let go. Ở đây nằm giỏng gió mát quá nè cô chú anh chị. Buổi trưa ngủ trưa thầy. Con chó nó nằm nó dắt cái tay qua nè chứ rồi nó đứng dậy rồi. Mấy chú heo mọi. Heo mọi cái này ở nhà chú của Kim nuôi á, xong rồi bán cho nhà hàng á mọi người. Nhà hàng người ta dặn là mình nuôi mình không có cho ăn thức ăn, mình chỉ cho ăn rau cỏ thôi. Bắp chuối gì này nọ đó, chứ không có được ăn thức ăn. Ôi Tony, wait a second. Rồi, Tony chạy qua cái cây cầu luôn kìa. Thấy ghê quá. Đây nè cái cầu này nè cô chú anh chị. Rớt xuống dưới cái ao này là khởi lên luôn. Cái con đường này rất là nhỏ hả mọi người. You going to the bottom? Yeah. Okay. 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 Cái đường này ở trong cái đường này nè, chỉ có 2-3 hộ dân thôi cho nên là người ta không có đổ đá anh cô chú anh chị. Chỉ đổ cái đá này lên nè. Đá này giống như là cái đá người ta xây nhà xong ta đập nhà rồi đó. Đổ lên trời mưa đi cho nó không có bị trơn trượt ha. Không có nổi sình lên thôi chứ không có đổ đen. Ở dưới quê gió mát mọi người, cây cối nè. Xứ dừa mà, cây cối xum xuê. Đây có măng cục hả mọi người. Măng cục sầu riêng. Cam bưởi nhiều lắm. Buổi chiều đi ra ngoài đi dạo cho mát của chú anh chị. Mấy đứa cháu rồi ăn kem nè mọi người. Good afternoon.
Watch out, team. Team, out the way, mate. Tìm tạp hóa ở dưới quê hả mọi người? Đây, đặc sản nè. Đặc sản là những cái dấu dầu gọi, dầu xả đây nè mọi người. Treo trên đây nè. Mì gói. Dạ. Cái này bị đổ rồi nè. Có ăn một cây thôi hả coi? Dạ, lấy cây nào lấy cây. Rồi, kem quá trời kem luôn nè. Nhưng mà bây giờ không ăn đâu, bỏ vô bịch, xếp về nhà ăn cơm xong mới ăn. Đưa bà Năm, con chọn đi rồi bà Năm để vô bịch. Lấy cây nào? Rồi cắm bật, cắm bật. Rồi lấy xong rồi đứng ra ngoài, lấy xong rồi đứng ra ngoài. Happy meals, baby. Lấy bịch. Rồi, honey. Có hai loại. Honey, I'll get a strawberry. I'll get two strawberry. And I'll get two vanilla. Daddy, I've got the same. Đây, bịch. Daddy, I've got the same. Yeah, yeah, yeah. Mẹ bỏ vô đây. Honey, I'll just get like that, yeah. Rồi bỏ vô đây. Okay. Đây, đây. Mua chi ăn nhiều vậy? Mua về cho. Đây là con nhà bà con mình mới nói đó. Rồi, ba cây. Dạ. Ừ. Rồi con cầm giùm con hai. Ủa con có bọc riêng đó hả tên? À nó có bọc riêng. Rồi. Mua thêm ba cây nữa cho qua mấy đứa cháu. Bên đây cũng nhà bà con hả mọi người. Con vô luôn. Đưa ba mãi. Nó kêu là mua để về nhà dẹp cho tủ lạnh ăn cơm rồi mới ăn, nhưng mà bây giờ nó đòi ăn cô chú ơi. Với lại mà đi về tới nhà chắc nó chảy hết trơn lắm. Nói chú tôi lì là không có gì can pick what he wants now. Con không ăn giờ hả? Pick what he wants. Okay, he want it later. Con ăn giờ. Nhãn chứ. Dạ. Okay. Mua kem về cho mấy đứa cháu. Mấy đứa cháu này là con của cậu Kim ha. Không. À, cháu ngoại, cháu nội của cậu Kim là em của mẹ Kim á. Là ở cách nhà Kim cũng khoảng mấy chục mét thôi mọi người. Tại vì gia đình mình có đất ở đây nè, là mình làm xây nhà cái mình ở gần nhà vậy đó. Cho mấy đứa nhỏ đứng cây kem cho vui. Hả? Mở tư, đây là mở tư. Oh, Mimi. Good. It's on the wheel spin, look. Chi. Chi xin chào ông bà cô chú nè chi. Ông bà cô chú nha. Xin chào ông bà cô chú. Con chó nó chạy ra ngoài. Bây giờ Kim sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi thú nhúng. Ở dưới quê gọi là thú nhúng thì mọi người thì đi ra chợ đó. Right. Big man.
chiên. Này người ta có bán ốc nè mọi người, ốc bu với lại măng nước, nước thì ngon lắm. Một cái quầy chè. Chè này không phải là rùi hết mà Kim thấy ong nè, ong nó đu quá trời luôn, giống như là ngọt. Một ly trà Thái 20.000. Có sầu riêng, nước cốt dừa nữa hả chị? Sầu riêng, nước cốt dừa, đậu phộng, cái này bao béo luôn. Đó. Rồi cảm ơn chị nhiều ha. Quá trời ngon luôn nè. Trái cây, mít, nước cốt dừa, đậu phộng. À, có thạch gì quá trời, không biết thạch gì, không biết. Bánh tráng trộn. Bên đây là cái xe cá viên chiên, ở bên kia cũng có cá viên chiên với lại nước mía ở bên kia nữa. Nhưng mà cái đường này sao thấy nhiều ổ gà quá hả chị? À, lúc trước em đi đâu có thấy nhiều dữ người ta, cũng lâu lâu rồi đó. Good. That quá. Good. That quá. You know what it's about? What? What is smell? Durian. No. Chơi lên xích lô ngồi coi giải nè chơi. Lên xích lô dễ thương. Rồi chơi lên đây ngồi đi. Ở đây là cái khu này cho trẻ em vui chơi, có rất là nhiều xe luôn nè cô chú anh chị, xe máy điện ha, xe máy điện cho trẻ em. Và bên kia có xe hơi, xe tăng, xe gì quá trời luôn mọi người, không biết là bao nhiêu chiếc xe luôn đó, quá trời nhiều xe nè. Cái này là 35.000 một vé ha cô chú anh chị. Thật ra là trẻ em mà vô đây giống như là chơi chạy xe thôi, chứ cũng không có được nhiều trò đó. Có cái nhà banh nhưng mà bụi dữ lắm mọi người, bụi nó đóng một lớp luôn đó. Mấy cầu tuột cũng bụi quá chừng bụi. Hello chơi. Hello chơi kìa. Hả? Ủa, nó chạy vô đó giờ.